Nói chuyện hôm nay sẽ xin nói với cái đề tài là nhận biết ghét và thương. Bởi vì thấy bình thường á là ai thương mình còn không biết người đó thương mình nữa, mình hờ hững rồi sao, rồi người ta buồn, người ta giận, rồi có ai đó ghét mình, thù hằn mình, sắp sửa ám hại mình cũng không biết người đó sắp sửa ghét mình. Nên ở đây Đức Phật dạy là nhận biết ghét và thương. Mình nhận biết qua bài pháp này, mình nhận biết được ai là ghét mình, ai là thương mình ha. Cho nên quý vị thấy là ở thế gian phải nói là khi thương á, thì trái ấu nó cũng tròn, khi ghét thì trái bồ hòn nó cũng méo nữa, phải không? Hay là
thương nhau, thương cả đường đi, phải không? Ghét nhau, ghét cả tôn ti, họ hàng, phải không? Bình thường mình thương người đó, mà mình canh nha, thấy người đó đi chợ về là bữa nay mình ta thường thường người đó 8 giờ đi chợ rồi đi ngang đường đó, bắt đầu tới 7 giờ mình canh rồi đó. Coi giờ người đó đi ngang được mình ngắm, mình nhìn người đó. Đến khi mà người đó đi chợ về rồi mình nhìn theo cái đường đó mút con mắt luôn. Cũng còn nhìn người đó nữa. Rồi bây giờ mình ghét người đó. Mà ghét người đó rồi lỡ mà có chị người đó đi ngang nhà mình cũng ghét. Mà em dòng họ mình cũng ghét. Thì ở gần chùa sư quý vị thấy có một cái cô này cổ cũng ở quá chồng. Và ở gần xóm đó thì có một anh chàng là cũng có vợ và hai đứa con rồi. Thì nhưng mà cái anh chàng này thì thấy cô này quá chồng mà nhan sắc còn xinh xắn, còn đẹp, còn ngon lành lắm. Nên anh ta cũng thả dê. Nhưng mà quý vị thấy nhà cô này thì không khá giả cho mấy. Nhưng mà nhà anh chàng này thì bán tạp quá, bán đường, đậu, bột ngọt, xà bông là bán cổ sĩ đó. Nên mỗi khi mà vô thăm cô này thì anh ta đem một kết xà bông, một lóc xà bông, lóc xà bông Vitamin, nó xà bông dầu gội đầu, sữa tắm đồ, kem đánh răng đồ. Nói chung là đường, đậu, bột ngọt đem là cả cây chục ký không à, tại vì tập quá mà, bán ở chợ nữa. Thì cái người vợ của ông này đó thì thấy càng ngày vốn mà càng thâm thủng. Ngày xưa một ngày lời 2-3 triệu mà giờ lời có mấy trăm ngàn mà thâm vốn nữa. Phát hiện ra là vợ mình đem đồ cho gái này nè. Rồi bà ta phát hiện được ông chồng có mèo mở gà đồng với cái cô kia. Đến khi mà cái cô này nè, cổ chửi cô kia rồi đó. Rồi mai mốt thì cổ thấy á, mẹ cô kia đi chợ, đi ngang cái cổ của ông, đứng trong tiệm cô này, cái đồ giật chồng người ta. Mà thật sự bà đó có giật đâu, bà đó 60 mấy tuổi giật gì. Trong khi ông kia có 30 mấy tuổi hả. Tại vì con gái của bà giật, bà giật. Rồi mai mốt cái đứa cháu á, cháu của cái cô đó đó, là cháu bà con thôi, đi chợ đi ngang, tiệm tạp quá cô này cũng nói, cứ giật chồng ta. Cái cô này có buồn quá, nói tôi đâu có giật chồng bà đâu, tôi còn nhỏ mà, mới có 19, 20 tuổi giật chồng gì. Có chăng là cái chị bà con của tôi giật, chứ tôi không có giật. Thì người nào bị thì nói người đó đi. Đằng này á, mình ghét cái người kia giật chồng mình, nhưng mà thấy dòng họ bà con quyến thuộc người đó đi, thì sao? Mình ghét luôn. Tắt cái quạt này đi, sớm hết các bạn. Nên là thương nhau, thương cả lối đi, ghét nhau, ghét cả tôn ti, họ hàng là vậy. Quý vị thấy á, thương và ghét thì sao? Nó trái ngược nhau. Thương, ghét, thương nó trái ngược nhau. Nhưng mà nó có một điểm chung. Đó là nó sâu lắng tận, xuất phát từ tận đáy tâm hồn của con người mình. Thương nó cũng ẩn chứa trong tâm hồn mình. Mà ghét nó cũng ở sâu trong thẳm trong đáy cái tâm hồn của mình hết. Rồi quý vị thấy, mà khi ghét nhau đến mức căm thù á, thì sao? Thì người ta có thể giết người. Chẳng hạn như mình ghét người nào, mình ghét người nào đó, mình tìm mọi cách để mình hạ nhục cái người đó giữa đám đông. Nhưng mà cái người đó không có thiệt hại gì hết. Rồi chẳng hạn như nhiều lần cái tâm trí mình nó ẩn chứa những cái tiềm thức mà ác đó, mình tìm mọi cách làm sao mà phải giết được cái người đó. Nên quý vị thấy ở thế gian này có những người, một cái chuyện nhỏ thôi, sư mới coi tờ báo cách đây là tuần lễ thôi, có cái hai cái cô này ở ngoài Bắc á, hai cô này hồi thời học sinh á là chơi thân với nhau. Nhưng mà một cô á thì cũng hơi hiền, một cô á thì đẹp nhưng mà hơi dữ. Cái cô đẹp á thì cổ có biệt danh là chân dài, ngày nay người ta nói là chân dài tới nách đó, là chân dài là đẹp không. Ngày xưa thì chọn mặt đẹp thôi, chứ bây giờ ai mà chân dài đẹp thì cái cô mà chân dài đó cổ ỷ lại, mình là có nhan sắc mà đẹp nữa. Rồi cái cô kia thì chân không có dài nhưng mà được cái nước hiền. Nên trong trường này có một anh chàng cũng đẹp trai, cũng ga lăng lắm. Thì anh chàng này quen trong cái nhóm bạn này, nhưng mà anh chàng này để ý thương cái cô mà chân ngắn đó, không có dài tới nách đó. Thì hai người mới đến cái hôn nhân. Thì trong khi mà cái cô chân dài cổ thương thầm trộm nhớ cái anh này, nhưng mà cái anh này đã phụ bạc tỏ tình, không chịu tỏ tình với cổ. Cổ mới nghĩ rằng mình là đẹp, mình là chân dài, được trong lớp tôn sùng này kia, là người đẹp trong lớp, người mẫu trong lớp nữa, mà tại sao mình đi thua con nhỏ kia mà chân ngắn ngủn con khúc đây. Thế là cổ nuôi cái hận trả thù. Rồi cái cổ mới quen một người đàn ông khác, rồi có cổ quan hệ bất chính nên nó có một sinh một đứa con khoảng 5-6 tuổi. Rồi cái cô kia đó, hai vợ là đến với một cái người anh chàng trong lớp đó. Khi mà tốt nghiệp ra trường rồi hai người đến với nhau. Đến nhau khi mà cô nọ mang thai thì cái cô này nè,
cổ thấy hai vợ chồng này rất là hạnh phúc, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Còn cổ thì giờ không có chồng mà mang tiếng ôm đứa con nuôi, người ta đi ra đi vào tới nhỏ nhỏ đó, không chồng mà có con này kia, cổ tuổi mà nhìn thấy hạnh phúc của cái cô bạn mình ganh tị nó, cổ mới nghĩ rằng cái hạnh phúc này không phải của con nhỏ đó, cái hạnh phúc này là của tôi, của tôi mà tại con nhỏ đó nó giành giật phải hỏi chi, không con nhỏ đó là ông đó là thuộc về tôi rồi, hôm nay là tôi được ở trong cái nhà đó rồi, được hạnh phúc gia đình ấm im đó rồi. Chứ đâu phải mà ở một mình mà ôm đứa con nuôi vậy đâu. Thế là bà tìm mọi cách, bà gọi điện thoại cho cái cô này đi ra phía ngoài, nhưng mà cô này mang thai 6 tháng rồi. Thế là hẹn chỗ vắng vẻ đó, hai người nói chuyện rồi, cổ gắt tâm cổ giết cái cô này chết. Cái giết cô này chết rồi, cái nhà công an, nhà nước chính quyền nó tìm, nó tìm đến nó điều tra ra được, thế là cổ bị bắt ở tù chung thân. Nên quý vị thấy, nhiều khi cái chuyện mâu thuẫn rất là nhỏ, nhưng mà người cái phụ nữ mình không có giải tỏa được, mình không có tu tập được đó, mình cứ ghìm. Chẳng hạn như bây giờ có ai đó mình ngồi, nhưng mà có ai lấn mình, hoặc là lỡ lời nói mình giữa đám đông mình mang mắc cỡ rồi, đáng lẽ cái đó mình bỏ qua, nhưng mà mình ghìm trong lòng mình. Cái chuyện mà nó hiềm khích đó, nhỏ có thành kiến thôi, mà không giải quyết được, để 5-3 ngày nó thành gì? Thành quán. Thành quán rồi lâu, 5 năm mà không giải quyết được nữa, thành hận. Hận là tình hận thâm cung đó, hận thâu thẳm trong lòng. Hận là thù, thù là hết giải quyết luôn rồi. Thù là phải tìm cách hại nhau, hãm hại, giết lẫn nhau, mà từ một chuyện nhỏ chút xíu thôi. Bắt đầu một chuyện nhỏ mà không biết tu thì nó đến một chuyện lớn. Và quý vị thấy, và khi thương á, thì mình sẵn sàng hy sinh. Hồi nãy ghét thì có thể giết người, nhưng mà khi thương thì sẵn sàng hy sinh. Chẳng hạn như trong mối quan hệ gia đình, tình cảm với người thân trong gia đình, chẳng hạn như tình mẹ thương con. Ở trên thế gian này không có tình thương nào cao quý bằng tình thương của người mẹ dành cho người con. Nên khi thương á, mình sẵn sàng hy sinh cho con, mà con chưa chắc dám hy sinh cho mẹ nữa quý vị. Thì ở trên đài có đăng một cái tin, có cái cô á, cổ là 32 tuổi rồi, mà cổ có chồng, nhưng mà từ lâu á, thì lo làm ăn buôn bán, cũng như kinh tế gia đình nó còn eo hẹp. Nên cổ nói hai vợ chồng phải gắng phấn đấu đi, để chừng nào mình có vốn chút đỉnh rồi hả sanh con. Đến khi lớn tuổi quá quý vị, rồi sanh con á, tới ngày mà sanh nở đó, sanh không được. Sanh đứa nhỏ ra rồi, cái đầu thì lọt ra ngoài rồi, cái mình thì ngay gần cổ còn ở trong bụng đó. Nên bây giờ tới đó nó ra không được, mà vô cũng không xong, nhát nó vô thì cái đầu bé nó bị bể, nó mắc kẹt vô đó. Rồi bác sĩ mới báo rằng nó bây giờ á chỉ có hai trường hợp chọn một. Thứ nhất là cắt cái đầu em bé ra để mà thồn nhét cái mình trở vô, rồi mình mổ, mình lấy cái mình ra thì cứu được bà mẹ. Hai là mổ cho bà mẹ mà không chết rồi mới bắt em bé ra được. Chỉ hai trường một thôi. Lúc đó người chồng không biết chọn cái nào, tại người vợ thì chung sống mình, người con á, mình thì mới lọt lòng ra, con này cũng là máu mủ của mình. Nên người chồng rất là phân vân. Người chồng cuối cùng, người chồng đi đến quyết định với người thân trong gia đình, nói là thôi bây giờ á, người vợ còn thì có thể sanh được 5-7 đứa con khác, phải không? Còn đứa con này chết thì thôi. Nhưng mà đối với người vợ thì đang nằm trên cái bàn sanh á, người vợ không chịu. Người vợ nói là tôi đã sống nay là 32 năm rồi, những chuyện vui buồn sướng khổ màu xanh màu đỏ tôi đã thấy rồi, từng thấy rồi. Còn con tôi này nó có tội tình gì? Nó mới mở mắt chào đời thôi, nó chưa thấy được màu trắng, chưa thấy được màu xanh, nó chưa phân biệt được cha, được mẹ, nó chưa có mở mắt chào đời nữa. Mà nó đã chết như vậy rồi. Thôi tôi hy sinh để cho con tôi sống. Dầu gì tôi cũng sống được mấy chục năm ở thế gian này, tôi cũng hiểu được rồi, chuyện đời rồi. Thế là người mẹ cam tâm hy sinh để cho người con sống. Thì cái đó là quý vị thấy, khi thương, người ta sẵn sàng hy sinh cho người đối phương. Chẳng hạn như quý vị thấy tình thương của nam nữ, liếng ái của nam nữ, thường thường thì mình thấy trai gái đến với nhau mà hai bên không cho thì sao? Rồi tự tử, rồi sống, rồi chết, đủ thứ hết. Mà nhưng mà khi mà quý vị thấy, khi mà đến với nhau rồi đó, một thời gian sau cái người nam thấy cái người nữ không thích hợp, không phù hợp với bản tánh như ban đầu. Chẳng hạn như hồi mới quen thì ai cũng phải rụt rè, ai cũng khép nép, nói chuyện dạ thưa. Đến khi mà quen lâu năm rồi đó nha, cái tướng mình á, những cái gì mà ẩn chứa trong lòng mình nó hiện phơi bày ra ngoài, người ta thấy hết rồi. Từ chỗ đó cái tánh xấu mình lòi ra, người ta mới biết được nó. Ô, từ xưa giờ tôi lầm cái cô này. Nên từ chỗ đó
người nam này chán nản, đáng lẽ là quen nhau 3 năm rồi, sắp sửa đám cưới rồi, nhưng mà cái người nam này không đám cưới, để cưới cô khác, tại vì mình lầm. Quý vị thấy, rồi cái cô này sao? Sanh tâm ghen tị, ghen tị không? Khi thương mà không được rồi đó, trở hành hận, hành thù, phải mà tìm đối phương của mình bằng cách gì? Cái ngày đám cưới của cô dâu đem cả xích tạc cô dâu mà cái người tình địch của mình á, cái người yêu của cũ của mình á, tạc cái xích cô dâu, cô dâu xấu. Còn ở bên chỗ mà cái chùa mà bên Cần Thơ chỗ Sư Mái Lãnh á, là có chuyện cũng đau lòng. Hai bên cái người này á, là thương nhau dữ lắm, nhưng mà khổ nổi là nó khác đạo. Nó bị thấy khác đạo nó cũng khó chung sống. Với là thứ nhất là khác đạo, thứ hai là cái môn đăng hộ đối. Bên nhà anh này á, thì cũng nghèo. Rồi cái cô này á, thì cũng không khá giả gì lắm. Nhưng mà bây giờ cái cô này quen anh này là 2 năm rồi, hai người cũng thương mến nhau. Nhưng một hôm nọ có anh Nhật Kiều, anh về nước. Rồi người ta mai mối nói cô này là cũng chân dài rồi, đẹp này kia, thôi giờ cưới cô này. Thì quý vị thấy từ xưa giờ mình quen với bạn trai mình á, đi xe đạp không à. Xe đạp rồi ăn quán là ăn cái quán kem, không quán hủ tiếu mà 5-10 ngàn tô. Bây giờ có quen tự nhiên có anh Nhật Kiều này, vừa đẹp trai, vừa có trí thức. Đi về là xe 4 chỗ luôn, không xe 2-3 cửa không à. Còn mình đi xe đạp có cửa nào đâu, phải không? Nên đi xe từ chỗ đi xe 2-3 cửa, đi ăn nhà hàng, ngủ khách sạn. Đi ngủ khách sạn đâu không? Từ chỗ đó cái tánh tình của người mình nó thay đổi. Thế là cô này mặc dầu còn thương người yêu cũ nhưng mà bỏ qua hàng bên để tiếp đón nhận cái mối tình mới. Vì biết cái tới ngày đám cưới đó, đám cưới của cô này thì cái người yêu cũ đó, là mua 5 lít xăng, lấy 3-4 cái áo gió, 3 cái áo lạnh, 3-4 cái áo gió và cái áo lạnh đó, mặc vào trong khu mình là tẩm ướt xăng hết. Và kêu cô dâu này đi ra để nói chuyện. Nhưng mà cô dâu này rất là khôn, không chịu ra. Cô dâu này nói thôi hôm nay tôi đám cưới mà cái ngày rước dâu á, cái ngày đàn trai qua rước dâu á mà đàn trai chưa đến. Thì cô